Sau đây là nội dung cuốn sách Chiều Không Gian Thứ Tư hoặc Đức Tin Năng Động của Mục sư Tiến sĩ Paul Yong-gi-cho. Nội dung cuốn sách gồm có 6 chương. Chương thứ nhất, Thời Kỳ Phôi Thai, Một Quy Luật của Đức Tin. Chương thứ hai, Chiều Không Gian Thứ Tư. Chương thứ ba, Sức Mạnh Sáng Tạo của Lời Nói. Chương thứ tư, Lời Sự Sống Rema. Chương thứ năm, Trường Phái của Andre. Và chương thứ sáu, Địa Chỉ của Đức Chúa Trời. Đây là chìa khóa cho đức tin để bạn bước vào cuộc đời thành công. Một thái độ suy nghĩ thay đổi. Bước đầu tiên là bạn phải thay đổi thái độ suy nghĩ từ thái độ tiêu cực sang thái độ tích cực. Chúng ta hãy xem Phi-e-rơ, môn đệ của Chúa Giê-xu, là một tấm gương cho chúng ta. Các môn đệ của Chúa Giê-xu ở trong một chiếc thuyền trên biển Galilê. Đó là một đêm tối mưa bão, sóng dâng lên rất cao và chiếc thuyền trầm thành dữ tợn. Họ chèo chống hết sức khó khăn, mong sao giữ được chiếc thuyền không bị chìm. Tình lình họ thấy một người đi bộ trên mặt biển đang tiến gần đến mình. Lúc bây giờ có lời tương truyền rằng, nếu người đi biển nào trông thấy ma thì chắc chắn chiếc thuyền của người ấy sẽ chìm. Vì vậy, khi những môn đồ ngư phủ trông thấy hiện tượng này thì họ thật sự hoảng sợ, vì nghĩ rằng chắc phải chết. Nhưng người đang đi bộ trên mặt biển, cất giọng nói thanh nguyên bảo rằng, ấy là ta đây, đừng sợ chi. Phi-e-rơ bèn la lớn, nếu Ngài là Giê-xu, xin cho tôi đến với Ngài. Phi-e-rơ luôn luôn nói trước khi kịp suy nghĩ. Ông là một con người cảm xúc dữ dội, nhưng ông có ân tứ dạng dĩ, vì vậy Đức Chúa Trời sử dụng ông. Bây giờ Đấng Christ bảo ông bước đến. Khi nghe mạng lệnh này, Phi-e-rơ lập tức chấp nhận lời truyền lệnh của Chúa Giê-xu vào tâm trí, và sự suy nghĩ của ông được đổi mới. Nói theo cách loài người thì Phi-e-rơ chẳng bao giờ có thể đi bộ trên mặt nước được. Nhưng khi Phi-e-rơ tiếp nhận lời phán của Chúa Giê-xu Christ, lập tức ông đổi mới tâm trí. Ông đổi cách suy nghĩ từ tiêu cực sang thái độ tích cực. Phi-e-rơ chẳng bao giờ tin rằng ông có thể đi bộ trên mặt nước. Nhưng lúc nghe lệnh truyền của Chúa, thì từ khi chấp nhận lệnh truyền ấy thì tư tưởng của ông lập tức thay đổi. Ông tin rằng mình có thể đi bộ trên mặt nước. Ông có thay đổi sự suy nghĩ. Vì con người luôn luôn hành động theo điều mình suy nghĩ, Phi-e-rơ lập tức có hành động nhảy ra khỏi thuyền. Đêm ấy trời tối đen, các lượng sóng dâng lên rất cao. Nhưng Phi-e-rơ dạn dĩ liều mạng sống của mình bằng đức tin, ông bước ra khỏi thuyền và bắt đầu thực sự bước đi trên mặt biển, tiến gần đến Chúa Giê-xu. Kết quả này đã xảy đến khi tâm trí Phi-e-rơ được đổi mới. Khi tâm trí biến đổi ấy, ông bắt đầu bước cao trên những làn sóng. Ồ, quả là Phi-e-rơ đang bước đi trên mặt nước. Nhưng thình lình Phi-e-rơ nhìn chung quanh, ông thấy thung lũng đen ngòm ở giữa những ngọn sóng lớn. Vì ông chợt nhớ đến kinh nghiệm đi biển như nếp suy nghĩ bình thường của mình. Ồ, ta đang làm gì đây? Ta không phải là một con người sao? Tại sao ta lại đi bộ trên mặt biển như thế này? Ồ, một con người không thể nào đi bộ trên mặt nước được. Con người chỉ đi bộ trên mặt đất, chứ có bao giờ đi bộ trên mặt nước được đâu. Ta không phải là một con cá, tại sao ta lại làm chuyện này? Ta đang đi bộ trên mặt nước. Ồ, điều này sai rồi, ta không thể làm được việc lạ lùng này. Một lần nữa, Phi-e-rơ lại thay đổi cách suy nghĩ của mình. Nhưng lần này, ông chuyển từ ý tưởng tích cực sang suy nghĩ tiêu cực xưa cũ. Ông nghĩ rằng mình không thể đi bộ trên mặt nước. Và lập tức, ông bị chìm ngay xuống. Chỉ qua đời sống tư tưởng mà chúng ta được liên hệ với Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ nhận lời Rema từ Đấng Christ, ông được đổi mới sự suy nghĩ của mình. Vì tin rằng có thể đi bộ trên mặt nước, nên ông đã làm được điều đó. Nhưng lúc Phi-e-rơ nghĩ lại và tin rằng ông không thể làm được như vậy, thì ông lập tức bị chìm xuống ngay. Các ngọn sóng đen ngòm bao trùm lấy Phi-e-rơ. Đây là ý niệm rất quan trọng. Vì khi một người nghĩ mình như thế nào thì họ sẽ hành động đúng như vậy. Nếu bạn nghĩ mình là một ông vua hay một nữ hoàng, bạn sẽ hành động như ông vua hay nữ hoàng. Nếu bạn nghĩ rằng mình không xứng đáng hay là không biết tính toán, thì bạn sẽ hành động như một người không xứng đáng và không biết tính toán. Vì vậy, chúng ta cần đổi mới chiều hướng suy nghĩ của mình theo cách sống động và tích cực. Tôi xin minh họa điểm này bằng một ví dụ cụ thể. Tôi có quen một bác sĩ, ông ta công bố mình là người vô thần. Tôi đã phải chịu nhiều đau khổ vì ông. Bởi trong một thời gian dài, ông ta là người chống đối mạnh mẽ chức vụ của tôi và thách thức đức tin của tôi nữa. Ông luôn công kích lời nói về niềm tin của tôi.
Rồi một ngày nọ, vị bác sĩ ấy bị một cơn đột quỵ nặng và ông ta bị liệt. Kết quả của sự tê liệt này là ông ta chết dần mòn. Cuối cùng ông đến nhà thờ và xin tôi cầu nguyện cho ông được chữa lành. Nhiều người khoe khoang về quan điểm vô thần của mình, nhưng khi họ kinh nghiệm một dịp thẳm của đêm tối mù mịt và đối diện với những cuộn sóng bão tố cao ngất, thì sự vô thần của họ yếu dần đi. Vị bác sĩ này đến nhà thờ và tôi cầu nguyện cho ông. Ông tiếp nhận lời cầu nguyện ấy bằng đức tin, nên đã đứng dậy rời khỏi xe lăn tay và bước đi mạnh mẽ. Tất cả mọi người vỗ tay la lớn cảm tạ Đức Chúa Trời. Sáng chủ nhật kế đó, ông đến nhà thờ một mình mà không cần ai giúp đỡ. Một lần nữa, ông xin tôi cầu nguyện cho ông, nhưng vì tôi bận việc quá không thể cầu nguyện cho ông được. Khi ông thấy tôi không đích thân cầu nguyện cho mình, ông lại thay đổi cách suy nghĩ, tư tưởng cũ đã trở lại, vì ông quay hướng nhìn về bản ngã cũ. Vì không đón nhận sự cầu nguyện và đức tin nơi tôi, nên lòng vô tính của ông đã trở lại. Khi ông bước ra khỏi phòng làm việc của tôi, để ra xe, thì chân bị sụm xuống đến nỗi vợ ông phải gọi xe cấp cứu để chở đến bệnh viện. Ông bị liệt trở lại, vì ông đã thay đổi sự suy nghĩ của mình. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã rời khỏi ông, giống như khi Phi-rơ bắt đầu nghi ngờ nên bị chìm xuống biển Galilê. Vị bác sĩ này đã rơi vào trong sự sợ hãi của mình và một lần nữa ông bị liệt. Tư tưởng rất quan trọng. Vì vậy, đừng bỏ qua việc đổi mới nếp sống suy nghĩ của mình. Hãy suy nghĩ tích cực, đừng suy nghĩ tiêu cực. Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài không có sự tối tăm. Không có sự tiêu cực ở trong Đức Chúa Trời, vì ở trong Ngài chỉ có sự tích cực. Những điều tích cực luôn luôn xảy ra. Vì thế, muốn tương giao với Đức Chúa Trời thì bạn phải đổi mới tâm trí mình. Để biết suy nghĩ cái tích cực, bạn hãy dùng lời của Đức Chúa Trời nuôi dưỡng tâm trí bạn, vì lời của bạn đầy sự sống tích cực. Cũng hãy cẩn thận khi nuôi mình bằng lời Đức Chúa Trời, và cũng đừng hạn chế tư tưởng của mình trong những khuôn mẫu suy nghĩ của tính cách truyền thống. Phải có tư tưởng cách mạng. Nhiều người vẫn còn bị bó buộc vì họ chỉ biết suy nghĩ theo cách truyền thống, rập khuôn theo những gì đã được truyền lại từ trước. Vì thế Đức Chúa Trời không thể thực hiện được những công tác vĩ đại mà Ngài muốn làm qua đời sống của họ. Nhưng nếu bạn tiếp nhận lời Đức Chúa Trời về cách mạng hóa nếp sống suy tư của mình, thì bạn sẽ đạt lên mức độ cao vượt qua những hạn chế hiện thời. Tại Triều Tiên năm 1979, tôi có buổi họp với 100 mục sư phụ tá và mỗi buổi sáng. Mỗi ngày từ 9 giờ đến 9 giờ 30 sáng, tôi đều thách thức họ, yêu cầu họ cách mạng hóa nếp suy nghĩ của mình. Tôi khuyên dục họ, đừng suy nghĩ theo cách truyền thống từ trước tới nay, cũng đừng nghĩ theo sự suy nghĩ và sự giảng dạy giống như của tôi, mục sư Cho Dung Ghi. Hãy đi thẳng vào lời của Đức Chúa Trời, hãy nuôi mình bằng lời Chúa, hãy cách mạng hóa nếp sống tư duy của mình, hãy phát triển nếp suy nghĩ của bạn theo lời Kinh Thánh, rồi để Đức Chúa Trời có trọn quyền tự do bày tỏ chính mình Ngài qua tư tưởng của bạn. Sau khi nghe tôi nói lời này, những cộng sự viên của tôi được khích lệ lớn. Khi tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, nếu họ chạm đến một tư tưởng cách mạng là họ thực hiện ngay, nên sau đó tôi thấy được nhiều kết quả. Tôi không can thiệp vào công việc của họ nếu họ không gặp phải những trường hợp bị khó khăn. Có một lần tôi được ủy nhiệm, và quyền ấy vẫn còn ủy nhiệm cho tôi, nên tôi không lo lắng chi vì việc đó. Chính là qua sự tiếp xúc tích cực mà tôi làm việc với các cộng tác viên của tôi là những mục sư thành công. Mỗi người đang chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của 50.000 thành viên nữa. Hỡi Chúa là Đấng Chúa Trời con, Jehovah ơi, Chúa ơi, trong một đấng khô khan cứng nhọc, linh hồn con mong mỏi đường gặp Chúa. Vì Chúa Ngài là nỗi khát khao trong con, Ngài là nỗi ước mơ trong con, Ngài là nỗi nhớ nhung của con. Ngài là chốn náu nương cho con, Ngài là đồn lũy của con. Kẻ thù nghịch sẽ giang xa con, thù nghịch sẽ sợ hãi con. Vì Chúa
chiều mây, ban ngày là chùa lửa, ban đêm phú bao con. Vì Chúa ơi, Ngài là nỗi khát khao trong con, Ngài là nỗi ước mơ trong con, Ngài là nỗi nhớ nhung của con. Ngài là chốn náo nương cho con, Ngài là đồn lũy của con. Vì Chúa ơi, Ngài là nỗi khát khao trong con, Ngài là nỗi